Kính thưa các thầy ở trong ban lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kính thưa các quý thầy là học viên của khóa bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý thông tin truyền thông Phật giáo năm 2019. Hôm nay chúng tôi gồm có tôi, nhà báo Lê Nghiêm, nhà báo Nguyễn Thanh Lâm, rất vinh dự là được ban thông tin truyền thông của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam được cho một cái vinh hạnh đến đây để được chia sẻ đôi chút về những cái kinh nghiệm và những cái hiểu biết ít ỏi của chúng tôi về lĩnh vực truyền thông. Chúng ta có tới 4 chuyên đề, sáng nay đã được nghe cái chuyên đề của bác Dược, chiều nay có chuyên đề của tôi với cái tiêu đề là cần chuyên nghiệp hóa trong truyền thông Phật giáo. Và đặc biệt ở đây một cái đối tượng rất rõ ràng, tức là các nhà lãnh đạo và quản lý truyền thông ở trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đây là lần thứ hai tôi cũng được vinh hạnh đứng trên bục giảng như thế này, bục truyền đạt như thế này, một lần trước cách đây 3 năm ở thành phố Hồ Chí Minh với một cái chuyên đề theo cái đặt hàng của ban thông tin truyền thông, đấy là nói về cái chuyên nghiệp hóa trong truyền thông Phật giáo. Với một chuyên đề này thì tôi rất là thích thú và cũng có thể nói được cả ngày. Tuy nhiên trong khuôn khổ hôm nay chỉ có 2 tiếng đồng hồ thì tôi xin được nói vắn tắt những cái điểm nào nói nhanh, điểm nào giới thiệu nhanh, điểm nào thì nói kỹ hơn một chút. Và theo như tôi được biết, sáng nay có một cái không khí thật là hay, thật là thích thú đối với những diễn giả, tức là được đối thoại, được nghe nhiều câu hỏi. Tôi cũng mong ngay bây giờ hoặc là lát nữa trong quá trình tôi nói chuyện, chia sẻ thì các thầy, các học viên có ý kiến gì trong cái chuyên đề của tôi mà cứ hỏi thì tôi xin được trao đổi ngay trong cái khuôn khổ của cái chuyên đề của tôi. Tôi xin bắt đầu luôn về chuyên nghiệp hóa trong truyền thông về Phật giáo. Thì tôi có 2 cái nội dung chính. Thứ nhất là muốn nhấn mạnh cái vai trò của truyền thông Phật giáo. Mà vai trò truyền thông Phật giáo đây, theo như tôi tìm hiểu, nó cũng là trong một cái sự nghiệp hoằng hóa của Phật giáo, cũng chính là giáo dục Phật giáo. Chúng tôi cho thấy thật là ý nghĩa. Thứ hai là nói về chuyên nghiệp hóa trong truyền thông Phật giáo thì có 2 cái điều mà tôi muốn trao đổi, 2 nội dung chính. Thứ nhất là những cái xu hướng truyền thông và vấn đề đặt ra đối với những người làm lãnh đạo và quản lý trong cái truyền thông của Phật giáo. Thứ hai là muốn chuyên nghiệp hóa thì nó có mấy yếu tố. Một là phải có tri thức nói chung, tri thức chuyên ngành, tri thức văn hóa tổng hợp và tri thức chuyên ngành, tức là tri thức về báo chí truyền thông. Và thứ hai là những cái kỹ năng cần thiết. Nói đến kỹ năng tức là nói đến cái thao tác làm đi làm lại một cách thành thục, thành thạo. Thì cái này đối với báo chí chúng tôi rất là cần thiết. Và tôi tin là trong giới truyền thông của Phật giáo thì các nhà truyền thông cũng cần phải có kỹ năng. Thì tôi muốn nói cái nội hàm của chuyên nghiệp hóa là như vậy. Một là chúng ta cần phải có tri thức. Thứ hai là chúng ta cần phải có kỹ năng. Và đương nhiên thứ ba, chúng ta cần phải có cái đạo đức nghề nghiệp của người làm truyền thông. Đối với tri thức, ở đây tôi xin nói luôn, đối với tri thức á, thì cái tri thức thuộc nhóm chuyên ngành mà chúng ta cần phải truyền thông, tức là tri thức về chính lĩnh vực Phật giáo thì các thầy đã có hết rồi, có sẵn rồi. Cái đó không cần phải trang bị nữa, tôi nghĩ là như vậy. Có thể người trình độ cao hơn một chút, người dưới một chút, nhưng mà tri thức về lĩnh vực cần phải truyền thông thì chúng ta không nói ở đây nữa, các thầy có rồi, có sẵn rồi. Thứ hai là tri thức về các cái văn hóa nói chung, tri thức văn hóa liên quan chính trị, pháp luật, văn hóa, tâm lý, vân vân. Cái tri thức đấy chúng ta sẽ tự học hỏi, đúng không ạ? Tri thức tự học hỏi. Ví dụ như pháp luật thì sáng nay chúng ta đã được nghe rồi, đấy là một mảng tri thức. Pháp luật, tri thức về văn hóa, về chính trị, về kinh tế, xã hội, về tâm lý của công chúng để chúng ta không nói hôm nay ở đây. Và tri thức thứ ba, đấy là tri thức chuyên ngành về truyền thông. Khi làm lĩnh vực truyền thông mà chúng ta không có tri thức sâu về truyền thông thì chúng ta
hoạt động nó sẽ không còn là chuyên nghiệp nữa, lại mang tính nghiệp dư. Ý thứ hai tức là về kỹ năng thì tôi sẽ giới thiệu một số kỹ năng cần thiết, theo tôi là cần thiết để các thầy tham khảo. Còn trong quá trình tôi nói mà thấy chỗ nào cần phải hỏi thêm thì tôi xin được trả lời. Thứ nhất là cái vai trò của truyền thông Phật giáo. Cái vai trò của truyền thông Phật giáo thì tôi thấy có ba cái vai trò mà cần phải nhấn mạnh. Chúng ta nói về truyền thông trong Phật giáo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhưng mà theo cách tiếp cận của tôi là người ở bên ngoài, nhưng là một người làm chuyên nghiệp về truyền thông, về báo chí, thì tôi thấy có ba cái vai trò cần phải nhấn mạnh và cần phải đề cao. Thứ nhất, đấy là vai trò tuyên truyền phổ biến chủ trương chính sách về tôn giáo, về Phật giáo của Đảng và Nhà nước ta. Và đồng thời với đó là các chủ trương công tác của chính Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thì cái người làm truyền thông phải nói được cái đó, phải truyền tải được những cái kế hoạch công tác lớn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngay chính trong hệ thống truyền thông của mình. Đây là vai trò thứ nhất. Vai trò này đương nhiên là vai trò rất quan trọng, vì không tuyên truyền thì không ai biết được. Hai là vai trò ở trong thực thi và đánh giá chính sách tôn giáo. Vậy trong quá trình thực hiện các cái chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về tôn giáo, về Phật giáo, chúng ta có những cái nhìn nhận, đánh giá, phản biện thế nào không? Đấy cũng là vai trò rất lớn của báo chí truyền thông, đấy là phản biện. Vai trò thứ ba chúng tôi cho cũng hết sức quan trọng, đấy là các cơ quan báo chí truyền thông trong hệ thống truyền thông của Phật giáo, của Giáo hội Việt Nam, kể cả hệ thống các trang web không phải là cơ quan báo chí, cũng đóng góp vào vai trò này, là thực hiện truyền thông chính sách về Phật giáo, làm diễn đàn xã hội của nhân dân, chứ không phải chỉ riêng của giới Phật giáo, và tuyên truyền văn hóa Phật giáo, giáo dục Phật giáo, vân vân. Tôi cho cái này là cái đi vào chiều sâu. Thì đấy là ba cái vai trò tôi thấy là hết sức quan trọng. Và kể cả trong cái cuộc khủng hoảng truyền thông như hiện nay mà chúng ta đang chứng kiến bạn ạ, mấy ngày nay, thì cái vai trò của giáo dục Phật giáo cũng chính là làm cho người ta có một cái nhận thức để người ta hiểu thế nào một cách đúng đắn. Thì tôi cho chỗ này là chỗ thể hiện cái vai trò thứ ba. Sau đây tôi xin được nói một chút về cái hệ thống báo chí cả nước. Khi nói về truyền thông Phật giáo trên báo chí và mạng xã hội thì cũng phải đặt nó trong bối cảnh, trong môi trường là nó là một hệ thống trong hệ thống truyền thông của nhà nước chúng ta. Hệ thống báo chí cả nước thì trên bảng tôi có rồi, tôi không đọc lại. Cái này là số liệu của cuối năm 2018. Chúng ta có tới 844 cơ quan báo chí in, vân vân, và 224 báo điện tử độc lập, 67 đài phát thanh truyền hình của cả nước, cả trung ương và địa phương. Có 5 đơn vị hoạt động phát thanh truyền hình, ví dụ như là truyền hình quân đội, truyền hình công an, truyền hình quốc hội, truyền hình thông tấn xã, truyền hình nhân dân. Đấy là những đơn vị không phải là đài truyền hình riêng mà là hoạt động trên lĩnh vực truyền hình được cấp phép hẳn hoi, vân vân. Có 278 kênh phát thanh truyền hình được cấp phép, như thế cũng là rất nhiều. Xin thưa với các thầy là chúng tôi đi nước ngoài, ở nước ngoài người ta không được cấp nhiều như ta đâu. Cái đấy phải nói rõ. Sang một số nước châu Á không được cấp nhiều như ta đâu. Có 35 doanh nghiệp cung cấp cả cái dịch vụ phát thanh truyền hình, trả tiền, vân vân. Cái này tôi nói thêm nữa. Và đối với báo chí của chúng ta hiện nay có một số cơ quan lớn là báo chí đa phương tiện, ví dụ như là VOV. Nói báo chí đa phương tiện tức là một cái cơ quan báo chí đấy có cả 4 loại hình. Ví dụ Đài Tiếng nói Việt Nam là truyền thống, là phát thanh, và bây giờ là có cả báo in, có cả báo điện tử, và có cả kênh truyền hình VOV TV, ví dụ như vậy. Thông tấn xã Việt Nam cũng vậy, báo Nhân dân cũng vậy, báo Quân đội cũng vậy. Nhưng mà những cơ quan tôi kể sau là chỉ có không có phát thanh thôi, chứ họ có truyền hình, có báo điện tử và có báo in, vân vân. Thì đấy là giới thiệu để chúng ta biết, khi chúng ta làm truyền thông của Phật giáo, chúng ta cũng phải đặt mình trong cái bối cảnh truyền thông của cả nước là như thế này. Người ta đang làm đa phương tiện hết, mà chúng ta không làm thì chúng ta sẽ bỏ trống trận địa và người ta sẽ đi sang xem cái lĩnh vực khác nó sinh động hơn, ví dụ như vậy. Thông tin về Phật giáo, cái này tôi lấy số liệu của bên Phật giáo thôi, thì cái này tôi không đọc lại, đúng không ạ? Có một số thông tin như vậy. Thì theo chúng tôi, có một số cái điều tôi muốn nói ở đây là gì ạ? Là
báo đài của chúng ta đưa tin về Phật giáo có, nhưng mà ít có những chuyên mục riêng và ít có những chuyên mục nổi bật, trừ hệ thống báo chí của Phật giáo ra. Thông tin hàng ngày thì không nhiều. Tuy nhiên, ở chỗ này cũng cần phải nói rõ là hiện nay nhiều cái thông tin ở trên mạng xã hội thì bản thân nó không phải là báo chí. Có một cái điều đặc biệt hiện nay rất khó khăn cho những người làm công tác quản lý báo chí nói chung của nhà nước, đó là đôi lúc người dân phản ánh những thông tin người ta đọc được ở trên mạng Internet, nhưng thông tin đấy không phải là báo chí, nhưng người ta cứ nghĩ trên mạng là báo chí. Chỗ này cũng phải nói rõ, chúng ta làm truyền thông trong Phật giáo cũng phải giải thích cho bà con rõ. Như tôi nói lúc nãy, có 24 báo điện tử độc lập là được cấp phép hoạt động. Ngoài ra những cái trang thông tin điện tử của các báo khác được đưa tin. Thế còn những trang cá nhân, những cái blog, những Facebook đưa lên mạng thì dân chúng đôi lúc người ta coi đấy như là báo chí, thì mình cũng phải giải thích cho rõ. Đó, thì chỗ này nó cũng làm ảnh hưởng rất lớn đến cái hình ảnh của đất nước nói chung. Những cái tốt thì ít người like, nhưng mà những cái giật gân một chút thì rất nhiều người like, rất nhiều comment ở đấy, vân vân. Thông tin chúng tôi đánh giá về mặt thông tin báo chí đối với Phật giáo cơ bản là tốt, phải nói như vậy, công bằng mà nói là cơ bản là tốt. Đó, đúng quan điểm, đúng chính sách và phản ánh một cách trung thực. Tuy nhiên, như hiện nay thì có một số vấn đề cũng đôi lúc thông tin trên mạng nó làm lấn át đi, nói một cách lệch lạc một số vấn đề xã hội, trong đó có cả vấn đề của Phật giáo chúng ta. Về báo chí chính thống đôi lúc cũng có thông tin lệch lạc, làm cho người ta hiểu nhầm, đưa tin không chính xác về văn hóa Phật giáo, về đạo pháp, về lịch sử Phật giáo vân vân, thậm chí có thông tin là thiếu thiện chí hay là không đẹp về hình ảnh của Phật giáo. Chúng tôi cho cái này, chỗ này cũng là nhận ra để chúng ta biết sai sót về thuật ngữ vân vân, sai sót trong sử dụng hình ảnh của Phật giáo. Thế còn thông tin trên mạng xã hội thì tôi vừa nói rồi là không chính thống, nhưng mà đôi lúc nó làm ảnh hưởng rất lớn đến báo chí chính thống của chúng ta, kể cả gây một sức ép cho chính cái hệ thống truyền thông của Phật giáo chúng ta. Lát nữa tôi sẽ quay trở lại vấn đề này. Và nhiều khi thông tin trên mạng xã hội là rất cực đoan, thiếu văn hóa, thiếu chuẩn xác, nhưng mà ít có những cái sự phản biện lại. Và cách xử lý nói như thế nào thì ngày mai anh Lê Nghiêm sẽ nói cái chỗ mà xử lý khủng hoảng thông tin, khủng hoảng truyền thông. Vâng ạ, chỗ này thì có một số cái thống kê thì tôi xin không đọc lại. Cái này là số liệu của các ban ngành, các cái ấn phẩm của báo chí Phật giáo thôi ạ. Chúng tôi xem mới thấy rất là nhiều, đúng không ạ? Khoảng 500 website, nghĩa là một số lượng khổng lồ đấy ạ. 500 website rất lớn về Phật giáo. Và như vậy, ở đây tôi muốn nói là về mặt quản lý cũng là khó. Những cái mặt tích cực của nó là chúng ta có rất nhiều phương tiện, rất nhiều công cụ để chúng ta có thể truyền tải được những điều mà cần phải truyền tải cho Phật giáo chúng ta, giáo hội chúng ta. Nếu chúng ta biết khai thác được, quản lý được thì nó là rất tốt. Còn ngược lại, nếu không thì chỉ cần một trong số 500 đấy có những cái hoạt động không tốt, nó ảnh hưởng lấn át cả 499 cái tốt còn lại. Nguy hiểm của báo mạng điện tử bây giờ là như vậy, và trang web bây giờ cũng là như vậy. Cái độ lan truyền rất nhanh. Một đoạn ạ. Chúng tôi cho rằng là lực lượng làm truyền thông Phật giáo là các nhà sư, các cư sĩ Phật giáo và các cộng tác viên, thì đây là nhiều người có trình độ rất sâu. Theo chúng tôi biết là trong số các thầy ngồi đây cũng vậy, có nhiều thầy là trình độ rất sâu về Phật Pháp, về Phật giáo. Và khi viết bài thì chúng tôi đọc có những từ chúng tôi tìm hiểu không hiểu, nhưng mà cái thông điệp chung chúng tôi thấy rất là sâu. Một số cái mặt mạnh theo chúng tôi là rất đông đảo, rất nhiệt huyết. Đúng từ của Phật giáo tức là phục vụ, không có đòi hỏi cái gì cả. Và đối với những người làm truyền thông mà có một lực lượng cộng tác viên viết cho mình như vậy thì thật là sung sướng, viết không đòi hỏi cái gì cả. Chúng tôi biết được như vậy. Đấy là cái mặt rất là mạnh và cái ưu thế rất lớn của những cơ quan truyền thông của giáo hội Phật giáo chúng ta. Có một lực lượng hùng hậu, nhiệt huyết, đông đảo, tri thức sâu và vô tư. Chúng tôi cho cái chỗ này không phải cơ quan báo chí nào cũng có được đó. Cái khó khăn hạn chế theo chỗ chúng tôi biết thì là có một số cơ quan
báo chí hoặc là trang web thì chúng ta viết nhưng mà thiếu cái tính chuyên nghiệp. Cho nên theo tôi vì vậy mà phải chăng mà hôm nay ban truyền thông đặt cho chúng tôi cái chuyên đề là cần chuyên nghiệp hóa truyền thông Phật giáo. Vì đôi lúc chúng ta nói rất nhiệt tình nhưng mà thiếu kỹ năng. Nói rất nhiệt tình nhưng mà thiếu phương pháp tiếp cận. Thì đấy cũng là cái thiếu chuyên nghiệp. Viết thì thiên về hình ảnh và các nghi lễ Phật giáo hơi nhiều, vân vân. Chưa truyền thông được giá trị trọng tâm nhất của Phật giáo là Hoằng Pháp và giáo lý cao đẹp của Đạo Phật. Thì cái đấy đôi lúc theo chúng tôi có thể không đầy đủ lắm đâu, nhưng theo cảm nhận của chúng tôi là chúng ta phải chăng là khiêm tốn quá hoặc là dè dặt quá mà chúng ta chưa quảng bá được, phổ biến được. Chưa có một cái kênh thật sự mạnh, nội dung các trang online theo chúng tôi là na ná nhau. Và đôi lúc là bài vở trên các trang web hoặc là các cái ấn phẩm hoặc là các cái báo điện tử bên Phật giáo là nó na ná nhau, trùng lập nhau. Thì cái này nó liên quan sau này chúng tôi sẽ nói về cái chỗ là gì ạ? Là cái vai trò của những người làm quản lý và lãnh đạo các cơ quan báo chí truyền thông của trong hệ thống Phật giáo chúng ta. Chúng ta phải có một cái bộ lọc, phải có những người tham mưu có bộ lọc để mà làm sao đó tránh được những cái tin bài đăng đi đăng lại nhiều nơi quá. Và đối với công chúng thì bây giờ người ta kỵ nhất tức là phải xem lại cái đã xem rồi. Và chính vì thế cho nên là báo in càng ngày càng đi xuống, vì người ta không muốn báo hôm sau đăng lại cái mà hôm nay truyền hình đã nói, phát thanh đã đọc, báo điện tử đã đăng. Nó là như vậy đấy ạ. Không có chế độ nhận bút hoặc là chế độ nhận bút rất thấp, theo tôi biết là như vậy. Và đây là trên tinh thần tự nguyện, tự giác của các thầy là chính. Do đó nó cũng là tạo cho các cơ quan không có được một cái sức ép hoặc là một cái thôi thúc hoặc là một cái đòi hỏi đối với người viết. Khó xây dựng được bản sắc và sức mạnh riêng, theo chúng tôi là như vậy. Đối với cái góc độ là người tu hành tham gia mạng xã hội và góc nhìn của dư luận thì tôi có viết mấy chỗ thế này, tức là quyền thông tin và quyền được tiếp cận thông tin đã được thể hiện trong luật tiếp cận thông tin năm 2018. Và người tu hành của chúng ta cũng là công dân thì chắc sáng nay tôi không được dự, nhưng mà bác Dược chắc là còn nói ý này không ạ? Chúng ta cũng phải chấp hành luật pháp về quyền tiếp cận thông tin theo luật tiếp cận thông tin 2018, theo luật báo chí và theo các cái luật pháp khác mà liên quan đến việc thông tin và tiếp cận thông tin. Trách nhiệm xã hội, chúng ta cần đề cao những giá trị chuẩn mực xã hội, đúng không ạ? Và nghĩa vụ công dân, chúng ta chấp hành luật pháp như một công dân về thông tin và những quy định pháp luật liên quan đến thông tin và quyền tiếp cận thông tin. Và đối với Phật giáo thì người tu hành tham gia trên mạng xã hội cũng như tham gia làm truyền thông trong hệ thống của chúng ta có bổn phận là xây dựng hình ảnh đúng về Phật giáo trong công chúng và góp phần xây dựng xã hội hài hòa dân tộc và đạo pháp, theo chúng tôi là như vậy. Còn đối với dư luận nhìn nhận những người tu hành, những người tham gia của chúng ta đối với mạng xã hội, bác ạ, thì như thế nào? Thì nên lan tỏa những giá trị văn hóa của Phật giáo, giáo lý nhà Phật, những đóng góp xứng đáng to lớn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng lịch sử dân tộc. Thì dư luận mong muốn như vậy, theo cái quan sát của chúng tôi, những người làm báo. Ý thứ hai là cái chuyên nghiệp hóa trong truyền thông Phật giáo và những vấn đề đặt ra. Ở đây tôi sẽ dẫn dắt hai ý. Chuyên đề này lúc nãy tôi có trao đổi riêng với các thầy ở dưới đấy. Chuyên đề này tôi muốn nói cả ngày. Nhất là kỹ năng truyền thông thì đây là cái việc mà chúng tôi phải nói rất nhiều, cũng đi giảng bài rất nhiều nơi. Cái này có thể nói cả ngày không hết. Hôm nay thì nói ngắn, đúng không ạ? Muốn chuyên nghiệp hóa truyền thông như lúc nãy tôi nói những yêu cầu rồi. Nhưng mà bây giờ những cái điều kiện đặt ra là gì ạ? Điều kiện lúc này nói yêu cầu. Bây giờ điều kiện là chúng ta phải nắm bắt được xu hướng truyền thông. Anh làm truyền thông mà không nắm bắt được xu hướng truyền thông của thế giới, người ta đang đi theo đường nào, đi theo hướng nào, đi với tốc độ nào, đi với điều kiện nào, phương tiện công cụ nào thì anh không làm được. Phải nắm bắt xu hướng. Thứ hai là nắm bắt nhu cầu. Truyền thông tức là mình tác động tới công chúng để người ta tiếp nhận. Mà anh không nắm bắt được nhu cầu thì anh làm một việc không có hiệu quả. Đấy là điều chắc chắn. Yếu tố thứ nhất, muốn
Cái điều kiện thứ nhất là anh phải nắm bắt được xu hướng truyền thông và nhu cầu của công chúng truyền thông, tôi viết tắt. Ý thứ hai tức là phải có kiến thức và kỹ năng về truyền thông. Lúc nãy tôi nói kiến thức chung, bây giờ là kiến thức về truyền thông và kỹ năng về truyền thông. Thì tôi xin được báo cáo các thầy là xin được đi vào hai cái ý đấy. Chỗ này tôi có thể nói không biết là có cái gì đấy mà nó không thiết thực lắm đó. Thì các thầy cho ý kiến sau, nhưng tôi trình bày nhanh, tôi muốn nói cho nó đủ cái ý này thôi đó. Trước hết là nắm bắt những xu hướng dòng chảy chủ đạo của văn hóa truyền thông thế giới hiện nay. Cái điều này rất quan trọng. Tôi có tổng hợp được 16 cái xu hướng, 16 cái dòng chảy chính của văn hóa thế giới, văn hóa và truyền thông thế giới. Và chúng ta hiểu kỹ được cái này thì chúng ta làm truyền thông để đi đúng cái dòng chảy của thế giới, truyền thông thế giới. Thứ nhất là về tính chất, từ văn hóa công nghiệp chuyển sang văn hóa tin học, về văn hóa truyền thông, cái này rất rõ ràng. Nên là tất cả mọi cái sản phẩm, mọi cái thông điệp của chúng ta đều sử dụng cái công cụ, cái công nghệ, cái thành phẩm, cái thành quả của công nghệ thông tin. Không ai không có điện thoại di động, không ai không biết dùng máy tính, có lẽ là như vậy. Đấy là thứ nhất ạ, về tính chất, từ văn hóa công nghiệp chuyển sang văn hóa tin học, văn hóa truyền thông. Tất cả mọi vấn đề hiện nay đều hầu như đều được trao đổi, giải quyết trên mạng trước khi tay bắt mặt mừng. Theo tôi là như vậy, cái tính chất là như vậy. Cái thứ hai là về chủ thể, chúng ta trước đây đi từ văn hóa khu vực, người châu nào biết châu đấy, đúng không ạ? Hiện nay xu thế là chuyển sang văn hóa toàn cầu, làm cái gì cũng phải tính đến toàn cầu. Làm báo bây giờ, làm truyền thông bây giờ là toàn cầu hóa sản phẩm, nhưng mà địa phương hóa thông tin, thế mới có hiệu quả. Phải luôn luôn nhớ là sản phẩm chúng ta chỉ cần đưa lên mạng là đã mang tính toàn cầu. Nhưng sản phẩm của chúng ta phải địa phương hóa thì người ta mới đọc. Chứ người ta không cần những cái thông tin chung chung. Người ta lên mạng là để tìm những cái địa chỉ chưa biết, những cái đặc thù, đặc sản, đặc biệt của địa phương, của một lĩnh vực, của một ngành nào đấy thì người ta mới đọc. Đấy là cái chủ thể. Thứ ba là về trạng thái của truyền thông thế giới hiện nay là từ văn hóa, thời gian và không gian tách rời nhau. Ngày xưa việc nào nó ra việc đó, không có kết nối được. Và hiện nay chuyển sang là văn hóa đồng bộ. Chúng ta có thể tương tác được, chúng ta có thể biến kéo các cái cầu truyền hình làm cho người ta không bỏ qua cái giai đoạn thời gian. Truyền hình trực tiếp, truyền hình trực tuyến, cầu truyền hình, ví dụ như vậy. Hay là những cái tọa đàm online, ví dụ như vậy. Thứ tư là về tính biến thiên, thì chúng ta đi từ văn hóa mang tính ổn định, mà do trước đây nhiều nước thi hành chính sách đóng cửa. Cái này ngày xưa là chiến tranh lạnh, hoặc là trước chiến tranh lạnh nữa là cũng là mang tính nước nào biết nước ấy. Thì ngày nay là chuyển sang một cái văn hóa động, từ tĩnh chuyển sang động, là ổn định, tĩnh chuyển sang động, tức là văn hóa hợp tác, văn hóa trao đổi và tiếp nhận lẫn nhau. Đây là cái dòng chảy thứ tư về mặt tính biến thiên. Thứ năm, về quyền lực ở trong văn hóa truyền thông nó có cái gì mới? Đó là đông đảo công chúng được tham gia vào, từ sáng tạo, truyền tải, tiếp nhận, hưởng thụ và chi phối cả cái văn hóa, cả cái truyền thông của chúng ta. Rõ ràng hiện nay là công chúng chi phối mạng xã hội, đúng ạ? Hiện nay chúng ta, công chúng đang tham gia vào sáng tạo những thông tin ở trên mạng xã hội, tiếp nhận thông tin từ mạng xã hội, hưởng thụ những cái thông điệp có lợi cho mình từ mạng xã hội. Và đồng thời công chúng hiện nay cũng là người chi phối cả cái văn hóa truyền thông, thể hiện rất rõ trên mạng xã hội. Nếu chúng ta mà không vươn lên với tư cách là những người làm truyền thông chuyên nghiệp, chúng ta sẽ bị lấn át, chúng ta sẽ bị chèn ép. Rõ ràng trong báo chí chuyên nghiệp chúng tôi, báo chí cũng bị chèn ép, cũng bị mạng xã hội lấn át. Đó. Ngày càng cạnh tranh khốc liệt về mặt thị phần, theo nghĩa của thị phần, thị trường. Đó, cơ cấu văn hóa thay đổi do công nghệ thông tin thống nhất hình ảnh, âm thanh, màu sắc, ngôn ngữ. Thậm chí hiện nay là người ta đang nói là không khéo
thế giới lại trở lại thời kỳ văn hóa cái gì cũng ký hiệu. Hiện nay tên điện thoại di động các cháu con nhà tôi, các bạn bè của nó trao đổi với nhau toàn bằng ký hiệu, rất lười viết, cái gì cũng ký hiệu, cái gì cũng ký hiệu hết ạ. Thế thì rất gay đúng không ạ? Nó làm lười cái suy nghĩ tiếng Việt đi. Nhưng mà nó là thật, thống nhất hình ảnh, thống nhất âm thanh, thống nhất màu sắc, ngôn ngữ, đưa đến ngôn ngữ ký hiệu, nghĩa là không cần Anh Việt hiểu nhau hết, khỏi cần thông ngôn, khỏi cần phiên dịch. Đó. Thứ sáu, đấy là cái xu hướng thay đổi các cái tầng văn hóa. Điều này rất quan trọng. Và nếu chúng ta không chú ý thì chúng ta, thông điệp của chúng ta sẽ không đến được với mục đích, mục tiêu công chúng của chúng ta. Đó là từ tinh hoa, từ giới tinh hoa, văn hóa và truyền thông ấy, từ giới tinh hoa và giới chuyên môn hiện phục vụ công chúng giới hạn, hiện nay chuyển sang phục vụ cho công chúng, đại chúng. Cái này là rất quan trọng. Nếu chúng ta không để ý, chúng ta không làm được. Từ giới tinh hoa chuyển sang đại chúng thì cái cách thức truyền tải phải khác. Kỹ năng thu thập thông tin, xử lý thông tin và sáng tạo cái sản phẩm truyền thông đấy đến cho công chúng tiếp nhận được, nó phải khác. Đó. Và luôn luôn phải ứng phó với những cái sự tương tác và phản ứng của dư luận. Đó là ý của cái dòng thứ sáu. Thứ bảy, về mặt truyền bá văn hóa là chuyển biến từ chiều sâu. Trước đây là trẻ học già, trò học thầy, em học anh, vân vân. Hiện nay sang chiều rộng, tức là học tập lẫn nhau, người ta gọi là xã hội học tập, mà bốn trụ cột của Liên Hợp Quốc UNESCO đã đề ra, đúng không ạ? Học để biết, học để làm, học để tồn tại và học để chung sống cùng nhau. Cái này nó thể hiện trong cái truyền bá văn hóa này đấy ạ, học tập lẫn nhau. Cái dòng chảy thứ 8 là về phương pháp. Xin thưa với các thầy, người ta gọi thế kỷ 21 của chúng ta là thế kỷ của phương pháp. Thế kỷ này đòi hỏi phương pháp nhiều hơn là sản xuất ra tri thức mới. Vì người ta nói là tri thức mới nó nhiều lắm rồi. Bây giờ là có trí tuệ nhân tạo, có robot. Thế thì cái việc sản xuất ra tri thức nó không phải như ngày xưa. Bây giờ là phương pháp từ phân tích chuyển sang tổng hợp. Hiện nay anh ứng dụng được, anh thu thập được, anh biến thông tin của xã hội thành thông tin của công ty mình, của giới mình, của gia đình mình, thậm chí cho cá nhân mình, cho group của mình. Chín là về cơ cấu, ảnh hưởng của văn hóa tinh thần ngày càng trực tiếp và quan trọng. Đó, mà tôi cho chỗ này là rất đúng với văn hóa của Phật giáo chúng ta. Cái văn hóa tinh thần ngày càng ảnh hưởng trực tiếp và quan trọng đối với con người. Tôi cho rằng là bây giờ bên ta bỏ ra một bên những cái dư luận không tốt, những cái hình ảnh không tốt, thì còn lại chúng tôi cho rằng là người dân có một cái gì đó bất an, có một cái gì đó thiếu đi cái sự tin tưởng về sức khỏe, về tinh thần, vân vân. Người ta vẫn cần đến và tìm đến các thầy, như các thầy ngồi đây rất nhiều. Tôi cho đấy là cái sức mạnh của văn hóa tinh thần. Và đây là cái văn hóa Phật giáo, một cái giá trị của văn hóa Phật giáo. Nó ảnh hưởng sâu động và thực sự mà nói là làm tạo một cái niềm tin về mặt tâm tính, tâm linh cho con người. Chúng tôi cho rất là quan trọng. Do kinh tế, tri thức ngày càng phát triển cũng là yếu tố này. Thứ 10, đấy là kết quả của sự tương tác, giao lưu. Tương tác giao lưu văn hóa ngày nay trở thành một cái yếu tố không thể thiếu được trong công tác làm văn hóa cũng như những người làm truyền thông. Làm truyền thông bây giờ mà không có yếu tố tương tác, tức là chưa hướng tới độc giả, chưa hướng tới công chúng của mình. Ý là như vậy ạ. Cái phổ biến của truyền thông đại chúng, cái mass media, nó làm cho cái sự tương tác giao lưu ngày càng tăng lên và đơn giản hơn ngày xưa. Ví dụ, ngày xưa các thầy ở ngoài đây là chúng tôi đọc một bài báo in của báo Giác Ngộ, ví dụ vậy, đúng không ạ? Tôi muốn nói một điều gì đấy, thưa báo Giác Ngộ viết thế này có lẽ là còn thiếu cái nào cái kia. Tôi phải viết một lá thư, mua phong bì, mua tem, tôi dán, tôi gửi lên thành phố Hồ Chí Minh, đúng không ạ? Rồi 3 ngày sau người ta mới nhận được. Sau đó thì người ta còn đọc, người ta đăng lại thì có khi là cả tháng sau mới đọc được, nếu báo ra hàng tuần.
Bây giờ không ạ, bây giờ trong một phút tôi chỉ lên đúng cái trang thông tin điện tử của báo Giác Ngộ, tôi có thể tương tác được ngay lập tức, thậm chí là có người trả lời tôi ngay, phản hồi tôi ngay. Yếu tố này nó đặt ra một cái thách thức và yêu cầu rất lớn đối với những người làm truyền thông trong Phật giáo chúng ta, là phải từ bỏ tư duy cũ, hãy để đấy, làm sao cũng được. Bây giờ nếu chúng ta làm thế là chúng ta bỏ mất trận địa. Đó.